liệu một trong những bộ giáp quyền năng nhất của Tony Stark là Endosim có xuất hiện trong Doctor Strange Multiverse of Madness hay không? Và Endosim sở hữu những tiện ích gì để xứng đáng phục vụ gã người sắt phiên bản hắc dịch kia? Hello anh em, lại là Messine đây. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu tất tần tật sự thật về Endosim của Superior Iron Man và xem nó mạnh đến mức nào. Và xin lưu ý, đây là sản phẩm research dựa trên đầu truyện cùng tên do Marvel phát hành nên sẽ mang tính chất tham khảo và thảo luận thiện lành cùng nhau anh chị em gần xa nhá. Bây giờ thì bắt đầu thôi. Như các ông biết đấy, từ khi đa vũ trụ điên loạn được khởi động thì hàng loạt tin đồn đã bùng nổ xung quanh bộ phim. Who's Doctor Strange? But I'm really not in the movie. Trong đó, đặc biệt nhất nhì chính là lời đồn thổi về sự xuất hiện của Superior Iron Man cùng chiếc giáp Endosim, áo em trắng quá nhìn không ra. Vậy Endosim xuất hiện từ đâu? Trước tiên, ta phải nhắc đến 9 số truyện Superior Iron Man phát hành từ tháng 1 năm 2015 đến tháng 8 năm 2015. Với nội dung tổng quan là Tony Stark tiến hóa lên một version tư bản hơn, chảnh chó hơn, dĩ nhiên là mạnh hơn, sẽ sử dụng trí tuệ của mình thao túng thế giới do ảnh hưởng từ câu thần chú mà Doctor Doom và Scarlet Witch bày ra. Hai phe thiện ác bắt đầu đổi ngược vị trí cho nhau, kiểu phản diện thì thành người hùng, còn superhero thì lại nhúng chàm. Từ đó Superior Iron Man mới xuất hiện và trình làng luôn Endosim. Thuật ngữ Endosim là một từ ghép kết hợp giữa hai chữ, đầu tiên là Endo, vốn đóng vai trò tiền tố trong tiếng Hy Lạp và mang nghĩa là bên trong, hấp thụ hoặc chứa đựng. Còn Sim là viết tắt của Symbiote, nguồn cảm hứng để Iron Man tạo ra giáp Ngọc Trinh. Superior Iron Man giải thích với Pepper Potts rằng Endosim có chất liệu kiểu kim loại lỏng, vô cùng thông minh. Khi tiếp xúc và kết nối với người mặc thì nó sẽ rắn chắc lại, tạo thành lớp giáp vững chãi. Điểm khác biệt giữa Endosim và những chiếc suit trước là nó có chức năng tên Psionic. Psionic, aka linh năng, ám chỉ khả năng liên kết bằng tâm linh. Bởi Endosim được cài đặt cơ chế sinh học của dòng họ Symbiote như Venom, Carnage, nên Tony dễ dàng điều khiển giáp bằng tâm trí. Anh em hẳn vẫn còn nhớ ở clip tất tần tật về Iron Spider thì tôi từng nói rằng bộ Iron Spider cũng có thể điều khiển bằng suy nghĩ. Nhưng nó là do công nghệ tinh vi, còn với Endosim thì nó lại hoạt động như một bộ giáp sống. Ngoài ra, Endosim được phủ một lớp hóa chất C-Machrome nên khiến suit sáng bóng lên cực nhiều. Mà theo lời Tony thì anh rất hài lòng về kết quả đấy. Đồng thời, phần mũ của giáp được kết hợp với siêu vật liệu graphene, một loại carbon vô cùng mỏng và bền mạnh hơn cả sắt thép. Nhờ lớp graphene trong suốt đó mà Tony có thể đỡ đạn ngon ơ. Mà do sự kết hợp với tính chất của Symbiote mà Endosim dễ dàng bao phủ cơ thể chủ nhân. Gần giống với cách bộ Nanotech, aka The Bleeding Edge Armor hoạt động, các tác giả có ghi chú rằng họ tạo ra Endosim vì muốn mang đến một vẻ ngoài thời thượng, sang chảnh lẫn quyền lực cho Tony Stark. Kết quả là một Endosim bóng bẩy cùng với lớp tráng gương chrome và những ánh sáng đèn LED màu xanh dương khắp suit. Tuy nhiên, chúng sẽ đổi sang ánh sáng màu đỏ khi Iron Man bắt đầu trạng thái tấn công. Điều này giúp anh ta trông đáng sợ và đe dọa hơn. Bên cạnh đó, phần mũ có nhiều thiết kế khác nhau. Ví dụ, có cái che hẳn cặp chân mày trăm gửi trăm bảy của Tony nhằm khiến anh trông xa cách và quyền quý hơn. Và nó cũng không có lớp mặt nạ che 100% và 24/7 nữa. Theo lời các tác giả thì họ muốn người hâm mộ được chiêm ngưỡng gương mặt đẹp trai của Tony. Giờ thì ta sẽ đến với công dụng mà Endosim mang lại. Tất nhiên, những bộ giáp của Tony Stark đều giúp anh tăng sức tấn công lẫn chống chịu. Nhưng riêng Endosim thì sở hữu nhiều đặc điểm vượt trội. Chẳng hạn, nó bao phủ cơ thể người mặc cực kỳ nhanh, đủ nhanh để ngăn chặn những làn đạn bắn vào người Iron Man trong chớp mắt. Nếu với chiếc suit khác thì chắc là Tony phải ăn vài viên đạn rồi. Endosim còn kháng được sóng siêu âm, vốn là một trong những điểm yếu khắc chế Symbiote hoặc chuyển đổi thành dạng tương tự Hulkbuster khi hấp thụ thêm vật liệu Endosim trong bể chứa của Tony. Khi đó, Endosim bản cường hóa dễ dàng ao trình những chiếc suit cũ. Thậm chí Superior Iron Man còn chơi chữ khi gọi đám giáp kia bằng chữ Inferior, nghĩa là kém cỏi, đối nghịch với Superior. Endosim còn đủ sức làm tổn thương cả lớp da chống đạn của Teen Abomination. Hoặc trong một số trường hợp, Endosim đánh bật được cả khả năng hấp thụ năng lượng của Havok, chịu được tia sét mạnh mẽ do Storm tạo ra, rồi hấp thụ được cả Spectrum Monica Rambeau trong thời gian ngắn. Dù vậy, Endosim vẫn dính vài điểm yếu. Như ban đầu, nếu bộ giáp bay vào môi trường thiếu oxy như chân không thì động cơ đẩy hỗ trợ sẽ không hoạt động. Nhưng rồi đã được Tony khắc phục
Và đặc biệt, khi sang Avengers Time Run Out số 4 thì Endosim có vẻ như là vô tác dụng trước Captain America và The Cable vì bị họ dùng tay không xé toạc giáp ngon ơ. Như vậy là tôi đã chia sẻ với anh em vài thông tin cơ bản và hay ho về Endosim, bộ giáp bá đạo của Superior Iron Man. Chúng ta hãy cùng trông chờ Endosim có xuất hiện tại Doctor Strange đa vũ trụ điên loạn không nhá. Trước khi tạm biệt, hãy cho tôi một like, share và rủ bạn bè đăng ký kênh nha mấy ông. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye!